Chào mừng các bạn trở lại với kênh Cờ Tướng Bà Rịa. Trong video hôm nay mình gửi đến các bạn gián đấu của Nam Phương Công Tử Lại Lý Huynh đấu trên đấu trường Thiên Tiên Thần Kỳ diễn ra sáng ngày hôm nay 5 tháng 11 2021. Đối thủ của anh là một kỳ thủ Trọng Đạt. Mời các bạn thưởng thức gián cờ Nam Phương Công Tử Điều Pháo Như Thần. Chứ 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 Chứ
吃。 吃。 将军。 吃。 将军。 吃。 将军。 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 Pháo 8 Tân 2 bắt chết pháo đen. Cho đến đây Trọng Đạt đã buông cờ nhận thua.
Các bạn vừa xem xong dán cờ rất hay của Nam Phương Công Tử Lại Lý Huynh. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy hay xin hãy like, đăng ký và chia sẻ để nhận video mới nhất. Xin cảm ơn.